Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hiệp dâng trong thánh lễ sáng hôm nay, xin cộng đoàn cùng hiệp ý với những ý nguyện cầu cho linh hồn An Tôn Nguyễn Túc và các linh hồn nội ngoại Gioan Bautista Nguyễn Minh Phụng mới qua đời, Maria Trương Thị Riễm mới qua đời, Maria Nguyễn xin tạ ơn nhân dịp sinh nhật Mary Ferrer 82 tuổi, Vũ Mai xin ơn bình an cho anh chị em và gia đình. Cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Thái Hưng vừa mới qua đời tại Việt Nam. Và đặc biệt trong thánh lễ sáng hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý với gia đình tang quyến ông Giuse Vũ Mạnh Hùng tiến đưa cho cốt đến nơi an nghỉ cuối cùng. Và chúng ta trong tình hiệp thông, chúng ta xin Chúa ban ơn bình an cho tang quyến và đồng thời cũng xin Chúa nâng đỡ tinh thần những người còn sống để chính lời cầu nguyện của những thân nhân, ân nhân của ông Giuse Vũ Mạnh Hùng, xin Chúa sớm đưa ông vào hưởng thánh nhan của Ngài. Để cho tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con đã được phúc đón nhận tin mừng Đức Kitô sống lại. Xin Chúa ban Thánh Thần tình yêu dẫn chúng con bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người là đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách công vụ tông đồ. Bây giờ ông Sao-lô vẫn còn hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế, xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông nói: Thưa Ngài, Ngài là ai? Người đáp: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ. Họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở, nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. Suốt 3 ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống. Bây giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Khanania, trong một thị kiến,
Chúa phán với ông: Khanania, ông thưa: Dạ, lạy Chúa, con đây. Chúa bảo ông: Đứng lên, đi tới phố gọi là phố thẳng, đến nhà Giuđa, tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tát-xô. Người ấy đang cầu nguyện và thấy một người tên là Khanania đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được. Ông Khanania thưa: Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân Thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt chói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán với ông: Cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho ngươi thấy tất cả những đau khổ của người ấy phải chịu vì danh ta. Ông Khanania liền đi. Ông vào nhà, đặt tay lên ông Sao-lô và nói: Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây. Đức người là Đức Giê-xu, đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy thánh thần. Lập tức có những cái gì như vậy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa, rồi ông ăn và khỏe lại. Ông ở lại Đa Máp với các môn đệ mấy hôm, rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-xu trong các hội đường, rằng người là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng. Muôn nước hỡi nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi hãy chung tụng người. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng, vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của người bền vững muôn năm. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
Đó là những điều Đức Giê-xu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Ca-phác-na-um. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe trình thuật lại câu chuyện Đức Giê-xu phục sinh đã gọi mời ông Sao-lô. Đó là tên của Thánh Phao-lô Tông Đồ trước khi mà Ngài được chính thức Đức Giê-xu phục sinh gọi. Và trong hành trình có thể gọi là khởi đầu những hành trình để công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô, chúng ta thấy hành trình khởi đầu của Sao-lô với mục đích hoàn toàn ngược lại với những cuộc hành trình sau này. Cuộc hành trình đầu tiên của Sao-lô không phải là để loan báo tin mừng, hay nói một cách khác là làm cho những người Kitô hữu thời đầu có thể nhận được ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, nhưng thay vào đó là nỗi khiếp sợ, bởi vì Sao-lô đã xin án lệnh để đi truy bắt tất cả những kẻ tin theo ông Giê-xu Nazareth, và đồng thời những người tin theo ông ấy là những kẻ lừa dối. Tuy nhiên, trong hành trình ấy, với một tinh thần hăng say, nhưng Sao-lô đã bị quật ngã bởi danh một đấng mà ông đang đi truy lùng. Và chính điều này đã làm cho Sao-lô nhận ra được sức của con người không thể chống lại được thánh ý Thiên Chúa. Và chính cuộc gọi mời làm cho Sao-lô bừng tỉnh đã khiến cho ông có thể nhìn nhận được Đức Kitô phục sinh, đấng mà ông đang truy đuổi kia lại là đấng sẽ giúp cho ông có thể bước vào trong ánh vinh quang của sự sống muôn đời. Và điều ấy cũng chính là những gì mà muôn dân, muôn nước đang trông đợi và mong chờ. Ngày hôm nay, chúng ta nhìn đến một người thân yêu mà chúng ta cử hành thánh lễ, tuy với chỉ là những tro cốt còn lại, nhưng trong đức tin chúng ta thấy được rằng dù không còn là một hình hài của một con người, chỉ là tro cốt ấy, nhưng chúng ta tin rằng tất cả trong thánh ý của Thiên Chúa, Ngài sẽ không bỏ rơi và Ngài làm cho tất cả những gì trong thân phận tro bụi của con người sẽ trở thành những thân xác phục sinh vinh hiển như chính Đức Kitô phục sinh trong thân xác ấy. Hơn nữa, những điều mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất trích trong sách Công vụ Tông Đồ, hành trình của Phao-lô, ông đối diện với những thử thách mà chính ông trước đây đã từng gây ra cho các Kitô hữu, thì chính ông trong những hành trình sau này ông cũng phải đối diện với những nghịch cảnh ấy. Tuy nhiên, với niềm tin và đặc biệt trong tình yêu mà Phao-lô đã tin tưởng và đồng thời hiệp nhất vào trong tình yêu mà Thiên Chúa được trao ban cho con người nơi chính Đức Kitô là con yêu dấu ấy, Phao-lô đã cảm nghiệm được tình yêu đấy tuyệt đối. Và chính điều này chúng ta thấy được trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Chính Thiên Chúa không ai khác, Ngài luôn luôn trung tín với những gì mà Ngài đã thề hứa và luôn luôn làm cho con người đi vào trong tình yêu của Ngài để cảm nhận được, đón nhận được và hơn thế nữa được sống trong bình an của Ngài. Như thế nào? Ai ăn thịt và uống máu tôi thì sẽ ở lại trong tôi, và không chỉ ở lại trong tôi mà còn ở trong ánh sáng hay trong vương quốc của Chúa Cha, đấng đã sai Ngài đến để làm hy tế cứu độ cho nhân gian. Ông Giuse Vũ Mạnh Hùng, trong cuộc đời đức tin của ông, chắc chắn ông đã cảm nghiệm được điều này mỗi lần khi rước mình máu Thánh Đức Kitô vào trong cuộc đời. Và hơn thế nữa, chính trong cảm nghiệm mà nơi cuộc đời ông sống, gia đình của mình, những người thân yêu, những người mà ông gặp gỡ, trong tình yêu ấy chúng ta cũng tin chắc rằng khi ông sống với niềm tin này và thực hành những gì mà chính Đức Kitô đã dạy và chính Ngài đã sống,
đó cũng chính là bước đường như hành trình mà của Phaolô đã đi để loan báo tin mừng, thì ông trong cuộc đời của mình cũng là những hành trình để làm cho người khác nhận ra Đức Kitô. Xin cho tất cả chúng ta ngày hôm nay, đối với gia đình tang quyến ông Giuse Vũ Mạnh Hùng và những người hiện diện trong ngôi thánh đường này, trong niềm vui của đấng phục sinh, chúng ta đang sống trong niềm vui, niềm hân hoan của mùa phục sinh này, nhưng chúng ta cũng tin chắc rằng tất cả những điều mà chúng ta đang đối diện, đặc biệt nơi tang quyến của ông Giuse Vũ Mạnh Hùng, là nỗi đau nhưng lại là niềm vui, bởi vì đã được giải thoát khỏi ách của tội lỗi, của cái chết, để bước vào sự sống của đấng phục sinh. Và chúng ta cũng tín thác người anh em của chúng ta trong vòng tay yêu thương của Chúa, và cũng nhìn đến thân phận của chúng ta, để trong mỗi bước đường chúng ta đi, hãy trở thành những hành trình để công bố tin mừng phục sinh cho muôn dân. Amen. Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, chúc tùng Chúa đã ban cho chúng con bánh đầy là hoa màu ruộng đất và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, chúc tùng Chúa đã ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thanh hoa và chấp nhận của lễ này là biểu hiệu lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biên đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này, chúng con càng hạnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đang phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trạng sư bênh vực chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sa tê mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cùng với các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng...
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến các tôi tớ Chúa mà chúng con có ý chỉ trong thánh lễ này. Đặc biệt, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Giuse Vũ Mạnh Hùng mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng:
Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tạ ơn để tưởng nhớ Đức Kitô con Chúa như lời Người truyền dạy, và chúng con đã được rước mình vào máu thánh Người. Cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Amen.